Sáng nay, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp phối hợp với đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn sử dụng tài liệu hướng dẫn giáo dục lồng ghép phòng chống tác hại của thuốc lá trong bài giảng môn học hoạt động giáo dục cấp trung học phổ thông. Hơn 260 cán bộ quản lý, giáo viên các trường trung học phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh tham dự tập huấn, tập trung các nội dung như tác hại của thuốc lá và các sản phẩm thuốc lá mới, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, si sa, những quy định về phòng chống tác hại thuốc lá trong trường học, biện pháp tăng cường thực hiện phòng chống tác hại thuốc lá trong trường học, hướng dẫn giáo dục lồng ghép phòng chống tác hại thuốc lá trong bài giảng môn học, hoạt động giáo dục cấp trung học phổ thông.